Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta ngày 8 tháng 3 năm 2018 thì tôi sẽ hướng dẫn thưa quý vị và các bạn một cái hướng dẫn mua bán nhà. Và trong năm 2018 này thì đối với tôi nghĩ rằng là để hạn chế đến thấp nhất những cái rủi ro và để phòng ngừa những cái quy định của pháp luật cũng như là các anh chị mong muốn đầu tư bất động sản thì tôi sẽ có một cái viết danh sách gọi là hướng dẫn mua nhà và hướng dẫn bán nhà tập để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro xảy ra. Lý do tại sao hôm nay tôi cầm cái đóng hoa này, đóng hoa này là được tôi được tặng từ một người thân nhân một cái dịp 8 tháng 3 và tôi nghĩ rằng trong tự trong đêm tim mình là một người phụ nữ hạnh phúc vì trong bộ bề những cái cơm áo gạo tiền tôi còn đó những người thân họ cũng biết quan tâm và tặng những cái hoa và cái hoa này tôi muốn tặng cho quý vị bạn những người xem cái video này. Thưa quý vị và các bạn, cái video hôm nay tôi sẽ có tên là hướng dẫn mua nhà. Thưa quý vị và các bạn, việc mua một cái bất động sản nó là cả một đời. Đối với những người công chức, những người dành dụm cái số tiền để mà mong muốn mua, nhưng thực tế là rất là nhiều người không biết là mua như thế nào. Thật ra thì có một cái câu chuyện vui thì sau khi mà tôi đăng ký một số bất động sản bán thì họ có liên hệ với tôi, họ bảo rằng là chị ơi em có 70 triệu thì em có mua được cái tài sản của chị hay không. Quý vị biết rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh thì cái giá một cái bất động sản nó nếu như trong trường hợp tùy theo cái giá nhưng giá cũng không dưới số tiền là và cũng có một số người thì họ bảo rằng là họ mua thì tôi bảo rằng là nếu như trong trường hợp các anh chị muốn mua thì các anh chị phải dự liệu số tiền là bao nhiêu. Thưa quý vị và các bạn, video này tôi dành cho một số anh chị là những người đang tích cực mong muốn mua một cái tài sản để ở để dành nó cho những vợ chồng cần đầu tư cho tương lai, cũng có thể là mua để đầu tư sau này bán lại. Cái kênh bất động sản nó sẽ phát sinh lãi suất cao hơn so với một số cái kênh như là vàng. Nhất là chúng ta sẽ dự liệu số tiền. Dự liệu là như thế nào? Nếu trong trường hợp chúng ta có số tiền là 1 tỷ đồng, chúng ta có số tiền là 2 tỷ. Thậm chí bây giờ chúng ta chỉ có 300.000 đồng thì chúng ta sẽ dự liệu là sau khi mua các tài sản này thì chúng ta sẽ đem vào ngân hàng và trả một cái lãi suất hàng tháng. Cái phương án nó là như vậy. Và khi đã dự liệu cái số tiền đó thì chúng ta có thể vị trí của bất động sản. Có thể chúng ta không cần đến cái nhà ở trong cái nhu cầu đó thì chúng ta sẽ tiến đến vị trí của bất động sản. Chúng ta sẽ đầu tư vào mua nhà, chúng ta đầu tư vào mua đất và vị trí nào thì nó sinh lợi nhuận. Nếu như bây giờ chúng ta đang ở trọ, mỗi một tháng cái chi phí đó nó cao thì bây giờ chúng ta cần mua một cái căn nhà để ở. Và chúng ta phải biết là cái căn nhà này, cái đoạn đường từ nơi mà mình có một cái căn nhà đến nơi làm việc của vợ của chồng mình thì là bao xa. Đó là điều thứ hai tôi muốn nói đến quý vị là cái vị trí mà nhà cần. Cái thứ ba là thủ tục nhà. Khi chúng ta xác định trên cái phương tiện truyền thông qua những cái dán ở trên cái cột điện hoặc là trên cái những cái tờ báo mua bán, cái tờ báo giao bán, chúng ta sẽ biết được là cái ông A này ông cần bạn ở miếng đất
ở huyện Hóc Môn, ông B này cũng cần một cái nhà bán ở nhà ở quận 3, thì chúng ta sẽ đến để mà xem. Và thông thường thì một số anh chị thì thường tất cả đều giao cho một số dịch vụ, thì tôi cho rằng là cho dù mình giao giấy tờ gì đó cho dịch vụ thì mình cũng phải bớt chút thời gian công sức để mình xem cái tài sản của mình chuẩn bị. Video này tôi không dành cho các bạn là những người đi đầu tư, mà tôi chỉ dành cho một số người với số tiền dành được ít ỏi và tương đối đó, và sẽ đi đầu tư và mua để ở hoặc là dành dụm trên một cái nơi đầu tư nhỏ lẻ. Như vậy chúng ta sẽ tiến đến xem xét cái quyền sử dụng đó, cái nhà đó, sổ hồng đó, sổ đỏ đó có thật sự là chính cái chủ sở hữu, chủ quyền. Và vì là trong cái hàng loạt cái video này tôi sẽ hướng dẫn về mua bán nhà đất, cho nên tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn trong từng bước nhỏ nhất. Và thưa quý vị và các bạn, thì đặt vấn đề là ba cái yếu tố đó: thứ nhất là mình sẽ dự liệu số tiền mình mua, cái thứ hai là vị trí mua, thứ ba là giấy tờ về nhà đất. Thì sau khi chúng ta được định hướng được cái số tiền, tôi giả sử bây giờ mình sẽ dự định là mình sẽ mua một cái miếng đất ở quận Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thì mình mua với cái giá là 1 tỷ đồng, thì hiện tại mình chỉ có 400 triệu đồng thôi. Và sau khi mua thì mình sẽ đến một cái ngân hàng bất kỳ để mình hỏi cái phương án vay, mình sẽ trả hàng tháng và mình hỏi về giấy tờ. Hiện tại thì trên cái phương tiện thông tin đại chúng thì có rất là nhiều cái các anh các chị sẽ hướng dẫn về sổ hồng, về sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đó quý vị. Tuy nhiên thì video này tôi dành cho những người chưa có một lần nào mua nhà mua đất, cho nên cũng có thể dành cho các bạn mua nhà mua đất nhiều lần. Tuy nhiên rằng thêm một cái phần kiến thức bổ ích cho quý vị và thôi thì một lần nữa đây cũng là cái video giới thiệu cái chương trình này. Thì tôi mong muốn như ngày 8 tháng 3 các bạn cũng như có hoa của một cái nở hoa được gặp tôi. Tôi mong muốn khi đầu tư bất động sản thì giống như một bông hoa, có thể rằng hoa nó sẽ là một cái hương thơm. Nhưng và kết một cái câu chuyện thì tôi nói cho quý vị và các bạn, và tôi có tâm sự với một cô chị cũng cỡ là bằng trẻ tuổi tôi. Chị bảo rằng là chị vừa mới đầu tư, thì vừa đầu tư ở miếng đất ở cái vùng ngoại thành, thì chị đầu tư với cái giá là 1 đồng, thì hiện tại nó đã lên khoảng 1.5 đồng. Và tôi đã chúc mừng chị, và đó cũng là một cái ý tưởng để luật sư Đoàn Thị Y Thanh Thu tặng quý vị một bông hoa nhân ngày 8 tháng 3. Cả quý vị độc giả nam lẫn nữ cũng giống như là mong muốn là thông qua cái video này hướng dẫn quý vị và các bạn đầu tư bất động sản một cách chuyên nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.